Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Giá ếch thịt và lươn nuôi giảm ở mức thấp. Khoảng 2 đến 3 tháng trở lại đây, giá ếch và lươn nuôi tại các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm xuống ở mức khá thấp so với những tháng cuối năm trước và đầu năm nay 2023. Theo ghi nhận, giá ếch thịt loại 3 đến 6 con 1 kg được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua ếch dao động trong khoảng 36.000 đến 39.000 đồng một ký, trong khi vào những tháng đầu năm nay giá ếch có thời điểm lên đến 65.000 đến 67.000 đồng một ký. Giá ếch nuôi đang được bán lẻ tại nhiều chợ ở mức 60.000 đến 65.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá lươn thịt, lươn nuôi tại nhiều nơi được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 86.000 đến 92.000 đồng một ký, trong khi trước đây có giá 110.000 đến 115.000 đồng một ký, thậm chí lươn màu vàng đẹp có giá cao hơn. Giá lươn nuôi được bán lẻ tại chợ dao động trong khoảng 160.000 đến 170.000 đồng một ký. Nguyên nhân giá ếch và lươn nuôi giảm là do đầu ra xuất khẩu đang có phần gặp khó vì nhu cầu tiêu thụ tại nhiều thị trường giảm, trong khi nguồn cung tăng bởi nhiều người phát triển nuôi ếch và lươn. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.